chào mừng mọi người đã đến với luật sư x phạm tội hai lần và phạm tội nghiêm trọng thì có được xem xét để hưởng án treo hay không Án treo là một biện pháp nhằm cải tạo những người phạm tội có điều kiện, tức là những người phạm tội sẽ phải đáp ứng được một số điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được phép hưởng án treo. Và các điều kiện này thì đã được luật sư X có riêng một video để phân tích đang được hiển thị bên trên màn hình. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc pháp lý nào về hưởng án treo thì hãy liên hệ với chúng tôi với số điện thoại ngay trên màn hình. Vậy trước tiên để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần hiểu rõ vậy án treo là gì. Theo định nghĩa số 02 năm 2018 nghị quyết của hội đồng thẩm phán thì có quy định như sau: Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần thiết bắt họ phải chịu hình phạt tù. Đối với người phạm tội hai lần hay là phạm tội nhiều lần trở lên thì được hiểu là người này đã phạm tội ít nhất là từ hai lần trở lên và mỗi lần phạm tội thì đã đầy đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm đồng thời mỗi lần phạm tội thì chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự đây là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại bộ luật hình sự 2015 và là tình tiết định khung hình phạt cho một số tội phạm chính vì vậy nên là nhiều người thường lầm tưởng rằng phạm tội hai lần trở lên thì sẽ không được phép xem xét để hưởng án treo tuy nhiên nếu trong trường hợp mà người phạm tội từ hai lần trở lên đáp ứng được các điều kiện sau đây thì vẫn có thể có cơ hội được xem xét để hưởng án treo đầu tiên đó chính là về điều kiện chung thì người phạm tội bị kết án không quá là 3 năm tù thứ hai là có nhân thân tốt thứ ba là có nơi cư trú học tập và làm việc ổn định và thứ tư là tòa án xét thấy không cần thiết phải yêu cầu người phạm tội chấp hành hình phạt tù ngoài ra thì người phạm tội từ hai lần trở lên phải có các điều kiện sau đây nếu trong trường hợp phạm tội hai lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự đó thì người phạm tội phải có ít nhất là ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nếu trong trường hợp người phạm tội hai lần trở lên là tình tiết định khung hình phạt thì lúc này người phạm tội phải có ít nhất là hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên. Có một lưu ý ở đây rằng là các tình tiết giảm nhẹ vừa được đề cập bên trên thì phải được quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Ví dụ như là người phạm tội tự thú ăn năn hối cải. Thế vậy còn trong trường hợp mà phạm tội nghiêm trọng thì sao? Họ có được xem xét để hưởng án treo hay không? Người phạm tội nghiêm trọng nếu mong muốn được xem xét để có thể được hưởng án treo hay không thì phải đáp ứng được các điều kiện sau đây. Đầu tiên là về mức phạt tù. Bởi lẽ theo quy định thì mức phạt tù đối với tội phạm nghiêm trọng thì sẽ được quy định là từ 3 cho tới 7 năm tù và mức phạt này thì đã vượt quá so với quy định của người được hưởng án treo. Chính vì vậy, người phạm tội nghiêm trọng nếu muốn được xem xét để hưởng án treo thì phải rơi vào một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự 2015 như sau. Thứ nhất là tòa án có thể quyết định một số hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn điều luật khi người phạm tội có ít nhất là hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật này. Thứ hai là tòa án có thể quyết định một số hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khu hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong các vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. qua đây thì chúng ta có thể hiểu nếu như mà người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ hay là phạm tội lần đầu với vai trò là người giúp sức trong các vụ án đồng phạm nhưng với vai trò không đáng kể thì sẽ được xem xét hưởng án treo. ngoài ra thì người phạm tội cần phải thỏa mãn được các điều kiện như là về nhân thân cũng như là về nơi cư trú nơi làm việc học tập ổn định và cuối cùng là người phạm tội thì không được rơi vào một trong những trường hợp không được xem xét hưởng án treo. vì vậy qua đây thì chúng ta có thể nói rằng người phạm tội nghiêm trọng hay là người phạm tội hai lần thì đều có thể được xem xét hưởng án treo nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như chúng tôi vừa đề cập. cuối cùng cảm ơn bạn đã đón xem video này. nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. luật sư ích đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn.